Xin chào em trai ngoài Bà Rịa, em mua đàn gì? Cho đi xuống hiểu không? Yamaha hay là co? Mua co. Mua co hả? Co là để biểu diễn chuyên nghiệp với nha. Em thì vừa mới học đàn thôi. Dạ. Còn em thì đầu năm vừa học guitar. Ok. Okay. Rồi, Phương phụng đàn cho em nè. Test đàn. Khui, khui, khui. Đập hộp thùng đàn cho em nhỏ. Yêu âm nhạc mà chơi được guitar luôn rồi hả? Dùng chơi làm cả, từ học nó đi còn chưa có đi trường lớp. Dạ. Nó không. Em mà chịu xuyên học là được à. Nhưng mà quý em là từ ngoài Bà Rịa mà vô đây mua đàn. Ai giới thiệu mà biết đến tiệm đàn Hoàng Piano thế? Dạ, cậu. Cậu hả? Cậu đã mua đàn ở đây rồi hả? Dạ, cậu thấy cậu nói cũng từng ghé vào á. À. Từng ghé vào nên hôm qua đi kiếm mà không biết chủ. À. Hôm qua cũng vào đây một ngày rồi. Trời ơi, tội nghiệp thằng em tôi quá. Có chương trình chính sách gì cho thằng em không Hoàng? Có luôn nha. Thiện chí quá, mua đàn mà đi đường xa lặn lội đến đây à. Rồi. Test cái đàn co. Đàn này đàn của hãng, hàng thùng. Chơi chuyên nghiệp thì dùng. Đẹp quá luôn, thấy không? Nhìn là có chất Mỹ lên liền. Đàn mới con luôn. Đẹp. Gì? Dắt cắm đàn phía sau. À, đẹp. Đàn mới cũng mới không rồi. Đẹp lắm em ơi, đàn nó quá đẹp. Rồi cái đàn này lót điệu nhạc xong. Bây giờ bạn Hoàng Piano sẽ test đàn cho anh bạn trẻ ở ngoài Bà Rịa vô mua đàn thử nha. Hai anh bạn trẻ muốn test đàn luôn không? Dạ, em chưa nói điện như anh test được. À hả. Lấy đây cả. Cài mấy bản nhạc mẫu vô. Ghệ miền Tây vô 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 vô. Em ghệ miền Tây. Anh thích em ghệ miền Trung vô 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 vô. Lũ 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 anh em ơi, lũ anh em ơi. Nhấn nhau ra trang điểm. Vấn đề là sao là tiếng. Song là demo nghe. Kiểu sao tiếng này nó có nhiều loại để chọn. Thì ta sau khi mua cây đàn này em cảm nhận như thế nào? Em thấy cây đàn âm thanh được rất là chuẩn. Hợp ý em luôn đúng không? Dạ, dạ. Rồi anh cũng chúc là em mua đàn về là em tập đàn thành công rồi em có thể dùng cây đàn đó tạo vừa niềm mê đam mê mình vừa có thể kiếm tiền từ cây đàn đó. Dạ. Đi làm luôn. Thì trước mắt thì em vì là làm để vừa học hỏi vừa tìm mà giúp giáo sư á. Em là công giáo á. Giúp trong giáo sư á. Vừa học vừa giúp giáo sư luôn. Chỉ còn mà vì bên mà đi show á là em chưa nghĩ tới đó. Làm để giúp nhà thờ trước hả? Dạ, rồi dạ. Hay dữ. Ở ngoài đó em đi nhà thờ nào? Dạ, nhà thờ Thuận Nghĩa. Giáo sư Thuận Nghĩa. Thuận Nghĩa. Dạ. Ngay chỗ Bà Rịa hả em? Dạ không, mà em ở Bình Thuận. Bà Rịa là em ghé qua chỗ cầu thôi. Cầu, vậy là, cầu là đi dòng ở Bà Rịa. Vào đó rồi lên đây rồi ra bến xe miền Đông là về luôn. Vậy là về là Bà Rịa luôn. À Bình Thuận luôn. Dạ, về Bình Thuận luôn. Vậy là cái đàn này cũng mang về Bình Thuận. Dạ.
Hôm qua đi mua đi đúng nguyên một ngày trời, sáng đến chiều mới về tới nhà mà không được cái gì hết. Đi kiếm cây đàn hay là sao? Đi đi coi đàn của họ, mắc tại đặt trước đó. S770 á. Là kiểu lên chưa có hàng về, là người ta hẹn là 10 giờ ngày hôm nay là đàn đến nhà, là họ biểu lại mai test đàn này lấy về luôn, mà em còn đồ đạc với Bà Rịa á. Phải về đó để điện cho họ để gửi về chuyển khoản cho họ. Mà hôm nay là họ lấy đàn về là họ bán cho người khác luôn. Họ điện lại báo bán cho họ rồi. Ủa, cũng đàn là BA600 này hả? Dạ, S770. S770 của Yamaha hả? Dạ, mà đàn cũ. Đàn cũ. Dạ. À. Đàn người ta dùng hơn 1 năm rồi. Còn bảo hành mấy tháng nữa. Giá cũng vậy không em, hay mắc không? Dạ, cũng 15 triệu rồi ấy. À, nhưng mà đời cũ đúng không? Dạ. Xài co thì đúng chuẩn đi biểu diễn rồi. Tại đàn co chuyên đàn đi biểu diễn không à? Dạ. Thì em cũng không thành về đàn đâu, mà nhờ cậu quen bên đàn á, cậu đi kiếm chung thôi. Chung giờ với tiếp xúc với đàn nút găng. Còn em thì em xài, em đang học bên guitar. Em học từ đầu năm giờ cũng tự học thôi, chứ không có đi trường lớp, không có thời gian đi trường lớp. Rồi anh Hoàng Biên có ưu đãi gì cho em khi em mua đàn không? Dạ thì anh, cái đó anh thì anh có ưu đãi gì không vậy? Cái đó em thì đưa rước tận nơi. Đưa rước tận nơi hả? Cái đó thì bên anh Hoàng. À. Rồi em có không hài lòng gì ở anh Hoàng không? Ở dạ. Shop Hoàng Piano không? Dạ không đâu. Không hả? Em để hiền dễ thương quá Hoàng. Rủ ở lại nhậu đi. Ok, tạm biệt các bạn nha. Đó là cách làm việc tại Hoàng Piano đó mọi người. Thân thiện với khách và luôn chia sẻ kinh nghiệm, cũng giống như là đồng hành cùng khách trong suốt cuộc hành trình yêu âm nhạc. Rồi, tạm biệt mọi người.